Vũ Tiến Long, từ chàng trai 4 lần đối diện tử thần tới màn tỏa sáng tại U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã tái lập thành tích lọt vòng tứ kết U23 châu Á 2022, thậm chí so với năm 2018, những gì mà thầy trò Gong Okien làm được còn ấn tượng hơn tại vòng bảng khi chúng ta có 5 điểm cao nhất trong tất cả các lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong hành trình ấn tượng nói trên của U23 Việt Nam, một trong những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất là Vũ Tiến Long. Anh là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ ba, chỉ xếp sau đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cùng hậu vệ Phan Tuấn Tài. Điều ấy cho thấy được tầm quan trọng của hậu vệ trục biên chế Hà Nội FC. Ngoài lối chơi quyết tâm, những tình huống lên công về thủ không biết mệt, Tiến Long còn ghi siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Đó là pha lập công có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi Trần Hòa nói trên là lần đầu tiên U23 Việt Nam có điểm khi chạm trán đại diện xứ Kim Chi ở một giải đấu chính thức. Tuy nhiên, sau ánh hào quang của hậu vệ phải số 1 đội bóng hiện tại của người góp công làm nên chiến tích cho bóng đá nước nhà, ở tài biết rằng hậu vệ này đã phải trải qua muôn vàng khó khăn để được tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quân đùi áo số. Bà Lê Thị Hằng, mẹ của Tiến Long, chia sẻ với truyền thông trong bài phát biểu, bà cho biết trong lúc 5 tuổi, một lần sốt cao người coi giật tím tái, đang cho con uống nước cam, bỗng nhiên lông rùng mình, mắt chỉ còn lòng trắng, người giống như chết từ dưới chết lên, dần dần thâm đen. Cô hoảng lắm, vừa lay con vừa khóc, vừa kêu hàng xóm, mọi người kéo đến đông lắm mà không ai biết làm thế nào. Chứng kiến long như thế, cô cảm tưởng sắp mất con đến nơi. Mai thay có một chú thấy ở Mỹ vội chạy sang hô hấp nhân tạo, một lúc thì long tỉnh. Sau đó bác sĩ đến tiêm trợ lực mới yên, cả đêm cô không dám ngủ, thức trắng đêm ngồi canh bên con. Chưa dừng lại ở đó, theo chia sẻ của mẹ cầu thủ này, một lần khác khi đang ngồi chơi ngoài sân, tiếng Long bị điện giật, người treo lơ lửng với bàn tay dính chặt vào sợi dây được rồng xuống từ chiếc cột đang sửa. May thay những người thợ điện đã chứng kiến cảnh ấy nhanh chóng ngắt cầu dao để cứu lấy mạng sống cho cậu bé. Nhưng cũng sau sự việc ấy mà bàn tay của Tiến Long bị cháy đen. Lớn lên chàng hậu vệ đang khoác áo Hà Nội FC còn có hai lần khác bị điện giật, lần nào cũng nghiêm trọng chẳng kém lần trước. Vậy nhưng thật may mắn Tiến Long vẫn bình an, nơi những người thân yêu. Đam mê bóng đá, Tiến Long được bố mẹ tạo điều kiện hết mực để theo đuổi sự nghiệp quân đùi áo số. Song con đường anh trải qua cũng chẳng hề dễ dàng. Gia nhập Lavitel lúc 10 tuổi nhưng chỉ 3 năm sau, cầu thủ bị thanh lý hợp đồng và đứng trước nguy cơ trở về nhà để tìm một lối đi khác. Nhưng mà khi cậu bé đang rất tuyệt vọng thì cánh cửa khác lại mở ra, là đào tạo Hà Nội FC đã tiếp nhận Vũ Tiến Long, giúp cậu tiếp tục con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tại đây, Long tích cực tham gia tập luyện để cải thiện bản thân. Trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp, Tiến Long ngày càng trưởng thành và vững chạc hơn. Để rồi hiện tại, anh đang là nhân tố không thể thiếu bên cánh phải U23 Việt Nam nhờ lối chơi máu lửa, năng nổ và giàu ý chí. Trước mắt hậu vệ ấy cùng một đội bóng sẽ là trận tứ kết gặp U23 Saudi Arabia, nơi mà Tiến Long vẫn sẽ là niềm hy vọng để tạo nên đột biến, tiếp tục viết thêm những chiến tích mới cho bóng đá nước nhà.